vì là hồ đã tam rạp xem xem kì mới lại bố xích thích khá cứ sắp cái phương chẳng mong chắc kia rừng xên rừng violation rừng lan rừng traffic ấy nâng tân tay vô cái phương kì tại cứ sắp cái phương một phương chào mong bố mình bởi lý khá vì khôi cứ ở chắc ai mình bình đám mình cái phương kì mình ta ăn cái nhé ông nát khăn bởi nạc 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 bởi lý ông nát khăn bởi khuôn bởi đáy vì mình ta chỉ bởi lý ta chỉ chào ấy đó cái bánh bánh cái bánh cháo nó thế cái bánh bánh thế vừa dưỡng hút biết hút prom tan city charter chấp bắp rồi thôi mình nói rồi bắp city cái ai bẩn lý phơi cả tập phần này ta dưỡng phơi khô cái gì anh đang mà bị phốp lâu anh miền Việt Nam miền đồ Mỹ càng thì Mỹ càng phát đăng đó đăng bằng thế hả đại kỳ vô rồi thôi mình nói mà họ đi city same tiết bọn ông mình đăng lên á từ rồi same nhá dưỡng bạc lan á long rót á bà city khla bà lý khô chứ ồ gọt bà này bà thượng bạp chạp đã cố cầm bóng hai bà tia dương so với phẻm bò đây lưới phim khác năng lắm bà ớt đi nhọt cốc ồ mưa bò miên mưa ấy à tầm bọn nó sao nữa ấy bà thượng bạp á bà cắt bà thượng bạp á nó nà tay đã lưới phẻm bò cho em khuất nhốt thì nhọt cốc à bà lý ồ khôi á nó rừng kì vô mập hai hai mà mẹ ta dư à gì thế ta bạch so khní viết bà thượng bạp đây mình sẽ đuổi đi được không nè được chứ miền miền đại Mỹ thế đại miền sắt cà phê nè hay còn đặt khai khai mà chặt tao này à lấy bao cái này thầm thầm à đại mấy nhóm chấm đi ông pi mà tệ pi nè ta còn trộn sang kềm rồi còn mình còn trộn sang kềm à lấy một cái bộ ở rộp bé đại Mỹ càng từ vay sang kềm rồi từ tp vay nè Marshall Plan chui riệp chậm ấy nè hay ở rộp tầng mũi bưng ai đưa làm để càng chui cà pi ở tầng oh hay dưỡng đi cà pi ở cái chuyện hà học sinh năm ấy và tại hiện dưỡng bên đây bắt tên nơi ai làm món nơi lại nơi ở rộp nơi lại đi nơi chụp quân nơi lại đi thay vì cà dưỡng chậm nái ra nó chui cà pi ở bộ năng tại cái chậm mơn hay cái bài mà ở rộp đi bài mà mơ nghe à kẹn tiết hay dưỡng cà pi ở kia tiết à lời đi bộ nó phải chạm bảo bảo thế hà học sinh năm ấy ông lê bà răng của ông nâng ắt bằng hai ắt bằng tranh thạc với ca đi phần ca pia là bọc luôn này thế chẳng như thà cập lương của ắt chết bà ca thầm mấy tuộc của ắt chết bởi tới hiện là mong bà ba bùa đọc thông thông đọc thoát thoát rốt ở rồi cái đặc biệt hay phát đặc biệt dạ đi hay việc khám mắc cái mà bị phục lộ à lấy nâng bùa nâng à lấy cái ắt kết ca pia thì à kẹn chui chị à kẹn phong sọp à kẹn phong miền cá đó à kẹn chui dương chăm tao là hốt hay dương đi tranh thái với cá chán nó chỉ chui dương chăm cá kia mà cá kia mà không đâu dương thì bực sao bị ói hay được chưa hay à lớn nè à mày chăm chập tập đọt là cái này chui cái chuyện bậy chui ai phong con trai dương ở đây cắt lôi cắt ấy bật dịch ấy nữa hả hay lấy bộ rộp nó bị phay bộ rơ xí bắt ẩm lại vì sao tôi hiên chẳng không phải khăn thì lăng của mọi người sẽ cắt bê cả nào gì tôi bê sẽ cắt tôi sao tới thì sẽ cắt nhưng rồi sẽ có mỗi kem cắt đây lấy rồi sẽ bị chặt làm việc gì thế trong phòng bao từ tẹt tông chân từ tẹt tông sao ở Mỹ ca ấy nấng từ liên bia chạy xin ấy nấng lấy polo polo ấy nấng xong mà Mỹ càng chìm đuôi tầm Mỹ càng tới cà bia nè để chết phải ai ai được phục lâu cái thầy rồi sẽ bị khăn ai rồi sẽ ngược làm về nhà hai quả sạc khai bạc chậm nếu về hồi lấy nếu về rừng to thì giảm mình nhỉ thì giảm mình tại vì ắt đằng nhỉ nếu về rừng về ngày tiết tại tẹt tôi đang rừng sát na muslim nè âm nát cái pi bị ta lắp tới bên tiết này bị đau mà bóp ọt đang bóp ọt sao Persian hay là Ả Rập Iran hay là Saudi Arabia nữa chiến đập Ả Rập nation nữa cái to tăng tốc cho mùi nó Persian Iran mình nuclear hai cái do áp tế giảm mình nữa chạy chỉ pi chui khi nào là cái bụng chụp băng chụp mình nô cung sát na muslim tập muối nó về miền cận nạp bì nên còn lại đăng thà rương ra về bọc bàn na được không được phục vụ dương đi lấy đại dương châu mà đào không krusa rồi bọc bia đại dương ruo nơi không krusa rồi bọc bia nơi dương mình ai ruo nơi ắt đăng ấy thì dương thật đăng thà pratika ấy cái làng kha lấy dương châu mà đào rầm lực bì thực ra cái bài biệt tự nguồn đại dương riêng âm bì krusa này việc cho mặt đó cái lành sau vẹp Paul bà bằng riêng bạc thà lúc đó chia spiritual father chia ở bốc khang và lưng vị nhiên à lấy dân dân công ty bảo án hai khi nằm bình dân ông bị cái ca khá tiết đại ca khá đại dương thư ca khá đại dương mình thư cô rắn thóc sai thì mùi
ខ្ញុំទូមានរកគ្នាបាទយើងមើលកន្លែងនេះសវៈពលលោករាប់ខ្លួនយកដូចជាឪពុកហើយក្រុមជំនុំដូចជាកូនស្គួនភ្ងាហើយក៏ដូចជាគ្រូហើយក៏ជាអ្នកបៃបាច់ថែរក្សាឲ្យយកតម្រាប់តាមសវៈពលដែលលោកបម្រើដំណឹងល្អនេះបង្ហាញពីភាសាលោកសាវកពោជាឪពុកនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងការជឿព្រះក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងឃើញកន្លែងខ្លះកម្ពីនិយាយរៀងដូចជាមិនមែនប្រឆាំងមិនខុសគ្នាទេប៉ុន្តែកម្ពីបាននិយាយប្រាប់ខ្លះដែរមួយខទៀតថាខ្ញុំនឹងបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងយើងមើលម៉ាថាយជំពូក23ម៉ាថាយ23ដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនប្រាប់យ៉ាងម៉េចថាកុំឲ្យដោយពួកមើលសិនហើយចាំយើងម៉ាថាយចំពោះ23ខ8ដល់ខ12 23យើងអានបាទប៉ុន្តែសិតចាស់ដូចជាកន្លែងនេះគឺសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងអត់ដឹងសាច់រឿងកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវដូចជាបង្រៀនផ្សេងសាវកពូដូចជាបង្រៀនផ្សេងប៉ុន្តែមិនមែនរបៀបហ្នឹងទេបើយើងអត់ដឹងប្រវត្តិពីព្រោះពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធំធាត់ឡើងព្រះអង្គចេញផ្សាយដំណឹងល្អព្រះអង្គធ្វើការថ្វាយព្រះព្រះអង្គបានជួបប្រទះនៅរបៀបដែលពួកផារីស៊ីសាដូស៊ីដែលគេប្រកាសថាខ្លួនគេជាឪពុករបស់សាសយូដាគេជាពូជអាប់រ៉ាហាំមកដូច្នេះគេទទួលភារកិច្ចថាគេនឹងជាឪពុកណាជាអ្នកដ៏ធំនៅក្នុងសាសនារបស់សាសនាយូដានោះបានជាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាកុំឲ្យធ្វើតាមពួកផារីស៊ីតាសាដូស៊ីហ្នឹងពួកហ្នឹងមិនមែនតំណាងព្រះទេមិនមែនអាចយកមនុស្សមកធ្វើតំណាងព្រះកើតទេតំណាងឪពុកកើតទេប៉ុន្តែកន្លែងសាវកពោបង្រៀនខុសគ្នាសាវកពោបង្រៀនថាលោករាប់ថាខ្លួនលោកទៅជាឪពុកទៅជារ៉ាបាយមិនមែនបានន័យថាកម្ពីហាមមិនឲ្យយើងហៅលោកគ្រូទេពួកពាក្យដែលពាក្យរ៉ាបាយប្រហែលជាបងប្អូនអត់ស្គាល់ពាក្យរ៉ាបាយរ៉ាបាយគឺជាពាក្យជាគ្រូរបស់សាសនាយូដាព្រះយេស៊ូវជារ៉ាបាយសាវកពោជារ៉ាបាយជាគ្រូដូច្នេះពាក្យគ្រូនេះគឺមានប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមិនមែនគ្រាន់ថាហាមដាច់ខាតមិនឲ្យហៅគ្រូទេព្រោះគម្ពីរមានកន្លែងខ្លះទៀតបានបង្រៀនប្រាប់ថាយើងជឿព្រះអង្គយូរហើយឲ្យយើងក្លាយទៅជាគ្រូ
ครูบังเรียนระเบียบโลกสวะโปดได้ลูกรอบครูลูกที่ឪពុកนี่บังเรียนยิงเรียนยิงใจมกตามไปครูได้มาที่ฮอถ้าบ่าวๆยิงฝ่ายยิงยิงชื่อพระองค์ไปเข้าดังมายิงเรียนไปครูปานดาลครูสกุลครูหอมครูนี่ครูนี่ยิงเรียนต่อๆគ្នាมามันแม่นเป็นหน้าเจ๊ឯងទេដូច្នេះយើងមិនមែនបានន័យថាយើងមិនហៅគេលោកគ្រូទេហើយលោកគ្រូនេះមួយទៀតជាឋានៈដែលព្រះបានហៅ ឬក៏យើងនិយាយអំពីលោកកុលឆើនេះគឺជាគ្រូណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំឬក៏គណៈនិកាយណាដែលគេមើលឃើញគេតែងតាំងគេរើសគេផ្ដល់តួនាទីឋានៈនោះឲ្យអ្នកនោះជាអ្នកបង្រៀនជាអ្នកមើលឃើញទេដូច្នេះជាអอฟฟิศជាឋានៈដែលយើងត្រូវទទួលគាត់មិនមែនជាគ្រូរបស់យើងមែនប៉ុន្តែគាត់ជាគ្រូរបស់ក្រុមជំនុំផ្សេងមួយទៀតដែលក្រុមជំនុំនោះគេតែងតាំងគេរើសគាត់ដូច្នេះឋានៈនោះគឺយើងត្រូវហៅគេពីព្រោះ ដើម្បីឲ្យយើងចេះប្រើពាក្យប្រូតូកុលស្គាល់ពីប្រូតូកុលទេយើងហៅទៅតាមការរបៀបសំរុំបើយើងអត់ចេះហៅគេគេថាយើងអត់ចេះហៅគេទេដូច្នេះទោះបីគេមិនមែនគ្រូយើងក៏ដោយប៉ុន្តែជាគ្រូរបស់ក្រុមជំនុំផ្សេងៗឋានៈក្នុងក្រុមជំនុំនោះ